Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến với các bạn bộ mạch điều khiển hồng ngoại cho Arduino. Đây, như các bạn thấy ở đây mình có một tay khiển hồng ngoại. Đây. Ở đây mình có một mắt thu hồng ngoại đã được hàn lên PCB và ra chân giam đực như thế này. Ngoài ra thì cho kèm theo bộ này chúng ta sẽ có một mắt phát hồng ngoại. Đây, một cái dây hai đầu cái. Bộ mạch này của chúng ta sử dụng ở đây là chúng ta có pin CL cho điều khiển. Đây, pin CL 2025. Ở phần module thu của chúng ta thì chúng ta sẽ có 3 chân. Đây, các bạn thể quan sát, đây mình có 3 chân. Chân phía bên này là chân âm, chân ở giữa là chân dương và đây là chân tín hiệu. Để kết nối với Arduino thì chân đất này các bạn sẽ nối với chân GND trên Arduino. Chân dương này các bạn nối với chân VCC trên Arduino, chân này các bạn sẽ lấy cái chân tín hiệu để đọc máy hồng ngoại chúng ta về. Thì trên cái bộ điều khiển này của chúng ta có các phím từ 0 đến 9 sao thăng và 4 phím điều hướng cộng với lại một phím chọn phím OK. Ở đây mình đã có chuẩn bị một cái mạch test của cho dùng cho module này. Thì đây các bạn thấy mình đã ra chân ở đây là GND, VCC và chân S. Thì mình sẽ tiến hành cắm cái mắt thu này vào đây. Đấy, sau đấy mình sẽ cấm nguồn 5V cho mạch của chúng ta. Đây, sau khi kết nối xong thì mình sẽ tiến hành test thử. Ví dụ ở đây các bạn thấy chương trình chúng ta hẹn là test IR, mình sẽ bấm số 1 này. Đấy, thì cái đèn tín hiệu ở trên module này sẽ nháy để báo chúng ta là có tín hiệu đến. Đấy, bấm số 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, đây, up, down. Đây. Với bộ mạch điều khiển hồng ngoại Arduino này các bạn có thể sử dụng để điều khiển. Các bạn thấy đây chúng ta có rất là nhiều nút, các bạn có thể điều khiển rất nhiều thiết bị bằng bộ này. Các bạn chỉ việc là đọc mã về xong đấy là xử lý là với cái mã đấy thì các bạn sẽ làm gì. Chúng ta có module rất là nhỏ gọn. Đấy, kích thước của điều khiển cũng rất là nhỏ gọn. Video giới thiệu về bộ mạch điều khiển hồng ngoại Arduino của nhóm review đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.